Cà Mau lắp đặt hệ thống kiểm soát rác tại nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau với kinh phí gần 2 tỷ đồng nhưng không kiểm soát được rác đầu ra của nhà máy. Liên quan đến hệ thống kiểm soát rác đầu vào, đầu ra của nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau, ngày 18 tháng 9, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, phòng NTMTTP Cà Mau vừa có báo cáo về hoạt động của hệ thống này. Lắp hệ thống kiểm soát rác gần 2 tỷ đồng trước đó, để góp phần kiểm soát số lượng rác đầu vào, rác đầu ra của nhà máy rác được chính xác, làm cơ sở hỗ trợ kinh phí xử lý rác theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Khoa học Công nghệ KSCN lắp đặt hệ thống kiểm soát rác tại nhà máy rác với kinh phí gần 2 tỷ đồng, bàn giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau, cụ thể là phòng TNMT, vận hành thử nghiệm vào ngày 30 tháng 3. Tuy nhiên, đến nay hệ thống kiểm soát rác trên vẫn chưa kiểm soát được rác đầu ra của nhà máy. Theo phòng TNMTTP Cà Mau, sau thời gian vận hành thử và được sự hỗ trợ của đơn vị thi công là tạo một server PCNMA riêng để lưu trữ dữ liệu, truy xuất dữ liệu khi cần thiết để giám sát việc xử lý rác thải tại nhà máy rác. Hiện hệ thống đang hoạt động ổn định, việc truy xuất dữ liệu cũng nhanh hơn. Tuy nhiên, khi gặp sự cố mất điện, bộ tích điện không đủ cho máy tính hoạt động, khoảng 5 phút tắt nguồn, hệ thống máy tính không hoạt động lại khi có điện, từ đó việc lưu trữ dữ liệu không lưu được trong thời gian này. Hệ thống máy tính cũng không tự hoạt động trở lại khi có điện, thời gian máy tính tắt nguồn không lưu dữ liệu vào ổ nhớ PCNMA. Không kiểm soát được lượng rác đầu ra, báo cáo của phòng TNMTTP Cà Mau cũng nêu rõ, đến thời điểm hiện tại, hệ thống chỉ theo dõi được lượng rác đầu vào, không kiểm soát được lượng rác đầu ra. Việc báo cáo hàng tháng chưa thực hiện được, hệ thống không nhận diện được các xe vào nên báo lỗi nên không ghi nhận được khối lượng. Do đó tổng khối lượng hàng ngày không đúng với thực tế, như Thanh Niên đã thông tin, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại du lịch Công Lý, công ty Công Lý chủ đầu tư nhà máy rác thải TP Cà Mau có tờ trình đề nghị thanh toán tiền hỗ trợ xử lý rác từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 8 2020 cho 95,7 ngàn tấn, tương đương với số tiền là 33,5 tỷ đồng. Cũng theo nội dung tờ trình, nếu không được xem xét thanh toán, công ty Công Lý xin được ngừng tiếp nhận rác thải sinh hoạt và tạm ngưng hoạt động nhà máy vào ngày 20 tháng 9 năm 2020, vì công ty không còn khả năng cân đối tài chính để chi cho hoạt động. Trước việc công ty Công Lý phát văn bản nêu trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao làm đầu mối chi nguồn kinh phí hỗ trợ nhà máy rác. PV có báo cáo cho rằng, theo hướng dẫn Sở Tài chính để hỗ trợ chi phí xử lý rác cho nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau từ tháng 6 năm 2019 trở về sau, phải đảm bảo hai điều kiện, một là Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau tổ chức kiểm tra, xác nhận khối lượng rác qua nhà máy xử lý rác giữa công ty CP Môi trường Đô thị Cà Mau và công ty Công Lý. Hai là có xác nhận của Sở Khoa học Công nghệ, Sở Xây dựng định kỳ hàng tháng về số lượng rác đầu vào nhà máy và tỷ lệ chôn lấp thực tế đảm bảo dưới 10%. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2020, khối lượng rác được Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau xác nhận là 97,7 ngàn tấn. Tuy nhiên đến nay, Sở Xây dựng, Sở KSCN chưa ban hành văn bản xác định tỷ lệ chôn lấp thực tế của nhà máy rác. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố chưa có cơ sở thanh toán chi phí xử lý rác cho công ty Công Lý.